Việt Nam trở thành đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất tại Singapore. Hôm nay đấu thầu vàng. Nguy cơ cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết không có đơn vị bảo trì, cứu hộ. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật làm khó TikTok. Tất cả sẽ có trong bản tin chuyển động kinh tế ngày hôm nay. Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin chuyển động kinh tế của Báo Thanh Niên. Xin kính chúc quý vị sẽ có ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin sáng nay, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết 3 tháng đầu năm 2024 đánh dấu sự vươn lên của Việt Nam khi lần đầu tiên chạm ngưỡng quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất vào thị trường Singapore, chiếm 32,03% thị phần. Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Singapore trong quý 1 đạt khoảng 26,5 triệu đô la Mỹ, tăng 80,46% so với cùng kỳ năm 2023. Theo thống kê của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp của Singapore, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Singapore trong 3 tháng đầu năm 2024 tiếp tục tăng trưởng rất tốt, đạt kim ngạch khoảng 26,5 triệu đô la Mỹ, tăng 80,46% so với cùng kỳ năm 2023. Ấn Độ, Thái Lan lần lượt giữ hai vị trí tiếp theo với kim ngạch lần lượt là 24,7 triệu đô la Mỹ và 24,3 triệu đô la Mỹ. Cả ba nước xuất khẩu hàng đầu chiếm 91,21% thị phần gạo tại Singapore. Đáng chú ý, bên cạnh mặt hàng thế mạnh truyền thống của Việt Nam là gạo tẻ trắng, hai nhóm hàng khác là gạo nếp và gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ cũng vươn lên chiếm lĩnh phần lớn thị phần tại Singapore, lần lượt đạt 80,08% và 73,33%. Đây là nhân tố chính đưa Việt Nam vượt qua Thái Lan và Ấn Độ, trở thành quốc gia chiếm thị phần gạo lớn nhất tại Singapore. Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản đang là các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam trên thị trường gạo Singapore. Việc Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu các loại gạo ngoài Basmati từ ngày 20 tháng 7 năm 2023 đã được các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tốt để gia tăng thị phần và giá trị kim ngạch xuất khẩu sang Singapore. Đặc biệt, doanh nghiệp Việt Nam dường như đã mở rộng thành công thị trường sang các mặt hàng khác như gạo nếp và gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ. Dù vậy, xu hướng này vẫn cần thêm thời gian và sự cố gắng để đảm bảo duy trì bền vững vị trí đối tác lớn nhất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo chất lượng sản phẩm gạo. Để tăng thêm thị phần và duy trì bền vững vị trí dẫn đầu cạnh tranh được với sản phẩm gạo của Ấn Độ và Thái Lan, Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến cáo cần sự hỗ trợ góp sức của các bộ ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp. Mặt khác, tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, tăng sự hiện diện sản phẩm trên địa bàn, duy trì đảm bảo chất lượng hàng hóa. Vâng, thưa quý vị, hôm nay ngày 22 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng. Loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng SJC. Như vậy, sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước mới quay trở lại với tổ chức đấu thầu vàng miếng. Trước đó, thì Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Qua đó, xử lý tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định và lành mạnh. Ngân hàng Nhà nước sẽ gửi thông báo trước một ngày đấu thầu. Sau khi công bố giá sàn, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt đầu điền vào đơn thầu. Các đơn vị trên có 30 phút để quyết định khối lượng và giá mua. Một tiếng sau khi đóng thầu, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố kết quả. Các doanh nghiệp sẽ phải đặt cọc để tham gia đấu thầu, muộn nhất là vào 17 giờ ngày nhận thông báo thầu. Hiện có 26 đơn vị, bao gồm cả Ngân hàng Thương mại và Doanh nghiệp Kinh doanh vàng, thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Trong số đó, đến thời điểm này, có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước mới lại đấu thầu vàng miếng. Phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm 2013. Trong năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.819.900 lượng trên tổng số 1.932.000 lượng chào thầu. Ngân hàng Nhà nước khẳng định luôn theo dõi sát sao, chặt chẽ các diễn biến trên thị trường vàng trong nước và quốc tế để có các giải pháp điều chỉnh phù hợp. Hiện giá vàng trên thế giới đang leo theo do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố tâm lý của người dân, như diễn biến phức tạp về địa chính trị, chiến tranh căng thẳng, giá dầu tăng cao. Do đó, giá vàng tại Việt Nam cũng chịu tác động lớn từ giá vàng quốc tế.
Thưa quý vị, hiện nay thì chủ đầu tư chưa xác định được nguồn kinh phí chi trả cho đơn vị vận hành, thì công tác quản lý, vận hành và bảo trì cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, nếu đến ngày 28 tháng 4 vấn đề này chưa được giải quyết, thì công tác quản lý, vận hành và bảo trì cao tốc có thể sẽ bị tạm ngưng. Hiện nay, công tác quản lý, vận hành và bảo trì cao tốc Phan Thiết Dầu Dây do Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam thực hiện trong thời gian khai thác tạm. Đây là dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Công tác quản lý cho biết đã thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo trì cao tốc, đảm bảo an toàn theo đúng nội dung hợp đồng, nguyên tắc đã ký từ ngày 29 tháng 4 năm 2023. Sau gần một năm khai thác, chi phí vận hành, bảo trì, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hơn 10 tỷ đồng. Tuyến đường đã phục vụ hơn 5,3 triệu lượt ô tô, bình quân 17.000 lượt mỗi ngày. Dịp lễ Tết, xe tăng cao, có ngày đạt 37.600 lượt. Nguồn kinh phí chi trả đến nay vẫn chưa xác định, nên đơn vị gặp khó khăn trong đảm bảo tiền lương, chính sách bảo hiểm người lao động làm việc trên tuyến. Ngoài ra, còn các khoản tiền điện phục vụ chiếu sáng, máy móc, thiết bị. Vướng mắc này chậm được tháo gỡ sẽ khiến công ty không đủ kinh phí duy trì. Đơn vị này đề nghị chủ đầu tư chi trả phần kinh phí đã thực hiện vì không còn nguồn lực tài chính để duy trì. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây chính thức thông xe ngày 29 tháng 4 năm 2023, rút ngắn khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đi Bình Thuận và ngược lại. Chiều dài toàn tuyến là 99 km, trong đó đoạn qua Đồng Nai là 51,5 km, đoạn qua Bình Thuận là 47,5 km. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 4 năm 2024, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đã có văn bản giao Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm khẩn trương yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấm dứt ngay hoạt động dịch vụ trên mặt nước thắng cảnh Hồ Tuyền Lâm tại thành phố Đà Lạt trước ngày 25 tháng 4. Đồng thời rà soát, truy thu số tiền các tổ chức, cá nhân hoạt động, dịch vụ trên mặt nước Hồ Tuyền Lâm phải nộp ngân sách nhà nước kể từ ngày 25 tháng 4 trở về trước, nếu có. Thu nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật trước ngày 30 tháng 4. Việc Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm đề nghị được thu phí của các tổ chức cá nhân hoạt động dịch vụ trên mặt nước Hồ Tuyền Lâm, trong khi đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi tại khu vực Hồ Tuyền Lâm chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để tổ chức đấu giá quyền thuê mặt nước hoạt động dịch vụ tại khu du lịch là không phù hợp, Ủy ban Nhân dân tỉnh không thống nhất. Trước đó, Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tạm thu nguồn kinh phí thuê mặt nước hoạt động dịch vụ tại Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm, tránh thất thoát ngân sách. Theo ban này, tháng 7 năm 2023, đơn vị đã tiếp nhận bàn giao quản lý mặt nước Hồ Tuyền Lâm từ Trung tâm Quản lý Đầu tư Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng. Thực trạng tại khu vực bến thuyền Hồ Tuyền Lâm đã có hai tổ chức cá nhân thuê mặt nước để hoạt động dịch vụ, du thuyền và đạp pedalo. Trước khi bàn giao, Trung tâm Quản lý Đầu tư Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng đã thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, hai tổ chức cá nhân này đã hoạt động lâu dài từ năm 2005 đến nay. Nơi đây là nguồn thu của 52 tài công chạy thuyền chở du khách trên Hồ Tuyền Lâm và họ có nguyện vọng được tiếp tục thuê mặt nước để có thu nhập ổn định cuộc sống. Quý vị đang đến với phần tin quốc tế. Vâng, thưa quý vị, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật buộc công ty ByteDance của Trung Quốc phải bán TikTok trong vòng 90 ngày. Nếu không, ứng dụng video ngắn này sẽ bị cấm ở Mỹ. Hiện ở Mỹ có khoảng 170 triệu người sử dụng TikTok. Việc TikTok bị cấm sẽ không chỉ ảnh hưởng đến chính ứng dụng này mà còn các tác động sâu sắc tới người dùng và doanh nghiệp Mỹ. Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật này sẽ được gửi tới Thượng viện và sau đó là tới Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật. TikTok đã kịch liệt chỉ trích việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật. Người phát ngôn của TikTok cho rằng dự luật mà Hạ viện vừa thông qua sẽ chà đạp quyền tự do ngôn luận của 170 triệu người Mỹ, tàn phá 7 triệu doanh nghiệp và đóng cửa một nền tảng đóng góp 24 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Mỹ hàng năm. Ngay từ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã nhiều lần đe dọa sẽ cấm TikTok, nhưng đến nay vẫn chưa có lệnh cấm chính thức nào được đưa ra. Cả Cục Điều tra Liên bang lẫn Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đều cảnh báo việc ByteDance có thể truy cập dữ liệu người dùng TikTok tại Mỹ. Đầu tháng 3 năm 2023, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu các cơ quan chính phủ phải xóa TikTok khỏi các thiết bị liên bang vì lo ngại vấn đề bảo mật dữ liệu. Lệnh cấm này chỉ áp dụng với các thiết bị của chính phủ Mỹ. Quý vị thân mến, Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn thứ hai của Campuchia, chỉ sau Trung Quốc. Trong quý 1 năm nay, thì kim ngạch thương mại giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới khi tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 2,32 tỷ đô la Mỹ.
Việt Nam đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Campuchia sau Mỹ, với kim ngạch 1,39 tỷ đô la Mỹ trong quý 1, tăng ấn tượng 53% so với cùng kỳ năm trước. Campuchia chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp như hạt điều, sắn, dừa và cao su sang Việt Nam. Campuchia nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là các sản phẩm xăng dầu tinh chế và sắt thép. Mỹ chiếm 31,7% thị phần xuất khẩu của Campuchia với 2,04 tỷ đô la Mỹ trong quý 1. Việt Nam chiếm 22,2% thị phần. Trung Quốc ở vị trí thứ 3 với kim ngạch xuất khẩu từ Campuchia đạt 366 triệu đô la Mỹ, tăng 11,4% nhưng chỉ chiếm 5,8% thị trường. Campuchia cũng nhập khẩu lượng lớn từ Việt Nam với 934 triệu đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu trong quý 1. Nhập khẩu của Campuchia từ Trung Quốc chiếm phần lớn, đạt 2,84 tỷ đô la Mỹ trong 3 tháng đầu năm. Do đó, Campuchia có thâm hụt thương mại 2,47 tỷ đô la Mỹ với Trung Quốc, nhưng thặng dư 458 triệu đô la Mỹ trong thương mại với Việt Nam. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chuyển động kinh tế là bản tin cập nhật những tin tức liên quan đến tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, chính sách phát triển của kinh tế Việt Nam hay những biến động thị trường. Chương trình sẽ được phát tại địa chỉ thanhniên.vn của kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên và bật nút chuông để có thể nhận được thông báo về những tin tức liên quan đến tình hình kinh tế trong và ngoài nước mới nhất. Đến giờ thì thời lượng của bản tin cũng đã hết. Thay mặt những người thực hiện chương trình, tôi Thúy xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kinh tế tiếp theo.